sau này chúng lớn lên chắc sẽ bị lây tính nết của mẫu thân của chúng đây. Xua luôn rồi. Đừng. Hít thở thật đều. Đường hầm thời gian. Có một vệt sáng kỳ lạ chiếu xuống khúc sông nhà bà Cui, dẫn lối về quá khứ. Ma quỷ phương nào đến? Cô nương là thần linh phương nào, từ cõi nào hạ phàm xuống đây vậy? Là tình cờ hay sự sắp đặt của định mệnh? Tôi giống ai? Giống mẫu thân. Đón xem Ngược dòng thời gian để yêu anh phần 2 lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7, bắt đầu từ 20 tháng 3 2024 trên Today TV.